Đúng rồi, Serenity đang trở thành một cái meta đang khá là phổ biến ở tại LCK mùa này khi mà tỷ lệ xuất hiện khá là cao. Tới thời điểm này đã được chọn tới 5 lần, mặc dù tỷ lệ thắng thì nó cũng không phải là cao lắm khi mà 5 trận 5 ván được dùng thì Serenity có được 2 ván thắng và phải nhận thất bại 3 lần. Nhưng đây là một cái lựa chọn mà chúng ta thấy rằng có thể hướng về con Gangplank. Đây là bởi vì lý do tại sao đây là một con tướng khi mà bạn cầm thiêu đốt cái khả năng hạ gục trong những tình huống solo cũng khá là tốt và nó cũng kết hợp rất tốt với những vị tướng đi rừng cận chiến, chưa kể là cái lượng CC ván đấu đầu tiên của đương kim vô địch LCK ở tại mùa hè năm 2022 T1 chính thức bắt đầu với họ ở bên phía đội 1 và Nông Sim Red Fox bên phía đội 2, một đối thủ mà họ cũng đã gặp tương đối nhiều khó khăn ở trong giai đoạn mùa xuân nhưng vẫn có được thắng lợi ở trong hai lượt đi và về. Và bây giờ thì chúng ta bước vào ván đấu đầu tiên với một đội hình rất thú vị đến từ bên phía của T1 với Keria cầm Yasuo đi đường dưới và cầm luôn cả dịch chuyển. Đây cũng là một điều mà chúng ta có thể để ý thấy ở tại giai đoạn đầu mùa giải hè này, ở khá nhiều các giải đấu cụ thể tại LCK thì việc cầm nhiều dịch chuyển trong đội hình đang rất phổ biến và sẽ là lợi thế ban đầu dành cho bên phía của T1. Nhưng vấn đề là con sứ giả này sẽ được thả ở đâu, bởi vì đội hình này của bên phía T1 họ đang có rất là nhiều, hay nói chính xác hơn là 4 trên 5 vị tướng của họ là tay ngắn, do đó cái lượng giáp trụ mà họ lấy được trong khoảng thời gian ban đầu chưa nhiều. Do đó con sứ giả này tôi nghĩ rằng cũng chỉ có thể được chuyển hóa thành hai lớp giáp trụ lấy tiền nhanh dành cho T1 mà thôi, chứ khó có thể được chuyển thành một cái gì đó lớn hơn. Hang rồng, họ sẽ thiếu đi một chiêu cuối, đó là mưa đại bác của Zed, người vừa rồi mua giày khai sáng để có thể hồi chiêu nhanh hơn. Pha giao tranh ở khu vực cánh rồng này thì Fox đang người bị tấn công, trăn trối đã được sử dụng nhưng Keria chưa có sát thương chiếc điện, anh ta bắt buộc phải lui về phía bên này là pha buông lông ra nhưng cũng không giữ chân được ai cả. Faker quyết định lao vào tấn công vào Fox, Fox tốc biến đi, Faker vẫn lao ra và có được chiến công đầu và sau đó đường giữa của T1 đang lui về với vòng tay hỗ trợ của Guma Yuxi. Một tiếng ứng phát động tấn công nhanh đến từ phía của T1 và đó là một tiếng Faker quyết định kích hoạt cái phi tiêu lần hai của mình để có thể áp sát và tìm kiếm hàng của chiến công đầu. Đã có chiến công đầu rồi, Ghost còn tốc biến, anh ta có lẽ sẽ phải cân nhắc việc dùng nó, đã phải dùng để rút lui trong tình huống cố gắng đứng lại để tìm kiếm các thành viên T1. Honor tốc biến theo và xong Ghost. Đó là một tình huống mà xạ thủ của Nông Sim đã mất đi quá nhiều tài nguyên trong pha giao tranh đó, với bão tố nổi dậy đã phải bung ra, trụ sẽ có cho T1 ở đường trên và Kanna có thể gặp nguy hiểm ở trong tình huống này, bởi vì ở vào thời điểm hiện tại Zed đã đủ sức để có những tình huống solo kill rồi. Rồng cũng sẽ là phần thưởng kèm theo dành cho T1 sau tình huống có được hai mạng. Bắt đầu là một tình huống bức tốc đến từ phía T1. Họ có thể farm hòa với đối phương khoảng chừng 14 phút đầu và chỉ dừng lại ở việc lấy đi những lớp giáp trụ của đối phương. Nhưng ngay sau đó là một tiếng kích tốc đến từ phía T1 với những pha giao tranh liên tổ ra, và cùng với đó là những cái trụ đến từ bên phía Nông Sim Red Fox bắt đầu có những cái trụ mất máu nhiều và đã có những cái trụ phải nằm xuống. Trụ đường trên đã thuộc về cho Zed với khả năng đi đường vượt trội của Gangplank của Zed so với Sejuani của Kana. Và đây là một kèo mặc dù được pick sau nhưng Kana đã không thể nào xử lý thắng được con Gangplank phía bên kia. Cũng như đường dưới, Faker cũng đã có khoảng trống để ăn trụ. Trước đó họ có được thêm con rồng lửa được bổ sung thêm cho những mục tiêu lớn họ kiểm soát được. Chấp nhận buộc bỏ một con sứ giả thì cũng hơi khó. Gần như là con sứ giả vô giá trị đến từ bên phía của Nông Sim. Và bây giờ thì bên phía của Nông Sim sẽ cần phải Guma Yuxi flash rất nhanh và đặt lại. Có thể đánh nhau không? Có chứ. Và 3 đánh 1, Zed là người đang tạm thời lui về nhưng đồng đội của anh ta đã vào vị trí và Kanna là người không có tốc biến, đồng đội của anh ta đã bỏ mặc anh ta và anh ta sẽ phải nằm xuống với điểm hạ gục dành cho Guma Yuxi. 3-0 cho T1 sau 19 phút thi đấu. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để cho Nông Sim giữ lại ván đấu ở trong tay của mình. Họ đang bị dẫn trước khoảng chừng 6.000 và bắt buộc phải có được mục tiêu lớn hoặc là pha giao tranh thành công. Họ đang kéo rồng ra. T1 cũng đã kêu gọi đội hình của mình quay trở về khu vực này. Honor sẽ là người cố gắng mở trước. Zed từ phía sau di chuyển tới. Anh ta đang bắt đầu tiếp cận, thả mưa đại bác để làm chậm, đặt thùng ra và ép đi bão tố nổi dậy của Ghost ngay tình huống bắn thùng đầu tiên. Rồng trong tay của T1. Sau đó họ tìm cách tiếp cận. Red là người gần nhất kia ra tiến tới nhưng không giữ chân được ai cả. Và đây sẽ là một tình huống mà Nông Sim lui về được nhưng trụ một đường giữa của họ chắc là mất rồi. Thì người để lẻ thứ hai bên phía của T1 không có dịch chuyển là Faker, thì có người thứ ba đó là Keria và nó khiến cho những tình huống macro đến từ phía T1 từ nãy đến giờ cực kỳ thuận lợi. Tình đánh nhau tại con rồng nguyên tố trước đó, con rồng nguyên tố thứ ba là một pha mà Nông Sim đã phải bỏ tương đối nhiều lính tại cánh trên. Còn đây là pha quyết định giao tranh với Nông Sim à? Thôi đi rồi. Tình huống này trăng trối quá đẹp, mưa đại bác đem về điểm hạ gục Janozet và sau đó là Ghost đang phải bỏ chạy phía này, kia bắt được người và Fox phải nằm xuống, BD cũng phải rút lui và anh ta tạm thời rút lui được với sự hỗ trợ của Kanna. Nhưng con Baron này đang nằm trong tầm kiểm soát của T1, họ có thể ăn nó một cách rất dễ dàng bởi vì lúc này Nông Sim không còn người ở Baron nữa. Và do thậm chí anh ta không cần bấm dịch chuyển. Anh ta biết rằng người chơi đi rừng, đúng, cuối cùng là bấm cho nó chắc rồi. Người chơi đi rừng đối phương đã trên bảng đếm số. Sejuani Kanna đã ở cánh dưới rồi. Nhưng Zed quyết định dịch chuyển ăn Baron cho nhanh. Những gì anh ta cần làm trong pha trước đó chỉ là giải một cú chiêu cuối để hỗ trợ đồng đội trong việc giao tranh mà thôi.
Còn phần việc còn lại đã quá đơn giản rồi, tôi không hiểu lý do tại sao Nông Sim lại quyết định giao tranh trong pha vừa rồi. Cũng như chất tướng đến từ bên phía Nông Sim vẫn không thể nào có thể gọi là hơn so với phía T1 về late game được nữa. Thì cơ sở để có được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên dành cho Nông Sim là vô cùng khó khăn. Tới thời điểm này thì nó chắc là xuống còn dưới tầm một chỉ số thôi, dưới 10% tỷ lệ thắng cho Nông Sim ở trong ván đấu đầu tiên. Họ đang nỗ lực dùng tất cả mọi thời gian họ có để có thể kích được tiền thưởng mục tiêu đầu tiên ở trong ván đấu này, đó là cái trụ một ở khu vực đường trên. Nhưng mà sau đó thì phải kiếm đường rút lui, bởi vì T1 đang tràn lên, rất là người đang đứng ở cảnh đón đường về của Effort và Red. Họ đã vào vị trí, Kera là người đang bị cô lập, anh ta đang cố gắng lướt vào lính để tạo khoảng cách và bỏ chạy với sự hỗ trợ của đồng đội của mình. Cú lốc không trúng ai cả, đồng đội của anh ta đã vào vị trí. Onna không qua tường được với pha W của mình, một tình huống khá là tâu hai đến từ T1, nhưng họ vẫn bắt được đối phương. Faker là người đang giữ chân BD lại, anh ta băng thẳng vào trụ ép đồng hồ đang lui dần ra. Effort lao tới nhưng lại có một tình huống mà anh ta combo không thành công vì đối phương cũng đã có đồng hồ. Kana là người phải kẹt lại phía ngoài và điểm hạ gục thứ 6 cho T1. Đây có thể là một cửa trong pha đẩy này dành cho đương kim vô địch LCK. Lại là Kana người bắt buộc phải nằm xuống để cho những đồng đội của anh ta được quyền rút lui trong pha này. Thì muốn tổ chức tấn công đến từ bên phía của Nông Sim Red Frost để có thể khai thác cái một cái trụ không còn nhiều máu của T1 nữa. Vẫn là bản lĩnh của nhà đương kim vô địch LCK lên tiếng khi mà dặn đi đường, họ có thể không tỏ ra quá vượt trội so với bên phía của Nông Sim Frost, nhưng một vài những tình huống xử lý mang lại một chút lợi thế thôi. Họ đã biết cách để có thể khuếch đại lợi thế mà họ đang có. Và khu vực đường trên BDD đang có thể bị solo kill, tốc biến không còn. Quá nhiều thùng đi. Anh ta bấm đồng hồ câu giờ, Z đứng đợi sẵn, Faker găm phi tiêu và đó là Faker sinh mạng trong tình huống mà Z gần như đã làm hết. Và con Baron tiếp theo của bản thi đấu này thì có vẻ như bên phía của Nông Sim đã bỏ. Lượng tầm nhìn của họ là vô cùng ít ỏi, một cái thông kính cắm ra đến từ Ghost và sau đó họ đang tràn ra những tốc độ giờ có kịp hay không đấy ạ. Red vào vị trí và kiếm được con Baron, sau đó ta bị dính trăng trối phải bỏ mạng lại, nhưng đó là một tình huống ta vẫn chạy được không nằm xuống. Đó là mưa đại bác cuối cùng qua đem lại điểm hạ gục, nhưng hy vọng của Nông Sim nó đang le lói dần sau pha vừa rồi. Z vừa dịch chuyển từ khu vực cánh trên xuống, tất cả tài nguyên của bên phía Nông Sim thì hình như còn phải đợi cái tuyệt mệnh của Red hồi lại đã. Ghost đang đứng lên cao, Z đang từ phía trên đánh hạt không nổ xuống thẳng khu vực hang rồng. Faker sẽ là người giữ vị trí ở bụi cỏ chặt ba để tạo thành một thế gọng kim. Xuyên xích không trúng, Ghost lui về, rồng còn khoảng chừng 6.000 máu, đội hình Nông Sim đang di chuyển chung với nhau. T1 thì không có một cái combo nào rõ ràng ngoài chuyển kết hợp giữa lốc xoáy và trăng trối cả. Xuyên xích lại hụt con nơ vào và đánh trối được hai người, mười đại bác thả ngay vị trí và Ghost bấm đồng hồ, hết đồng hồ thì anh ta bung lông cố gắng bỏ chạy tốc biến lên phía trên. Anh ta tạm thời là sống, kia ra thấp máu nhảy về phía sau nhưng đã có điểm hạ gục dành cho bên phía của Nông Sim và cả T1 nữa. Honor của đồng đội bắt được BD và anh ta cũng phải nằm xuống. Faker kích E2, Ghost chạy nhưng thấy Gubayushi chặn đường và Effort không còn đường về nữa. Cả Red cũng tương tự như vậy, bộ đôi của Nông Sim chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Xuyên xích trúng hai người và đó là một tình huống bốn mạng cho T1. Họ không quét sạch nhưng thắng lợi cũng đang ở rất gần. Một tình huống xuất hiện bất ngờ đến từ Honor và tôi không biết anh ta đã vòng cái đường nào để có thể xuất hiện tại vị trí đó. Anh ta có một pha phân thân xuống khu vực sông và thực hiện một cú lốc xoáy trúng rất đông thành viên đối phương. Nông Sim cố gắng đẩy cao khu vực đường giữa để chuẩn bị thế di chuyển ra khu vực Aron. Honor vào vị trí. Phía bên này là Faker đã chặn được đường về của BDD và Effort. Mưa đại bác được thả và nó gây rất nhiều sát thương. Sau đó thì ba người của Nông Sim đang bị giữ chân lại. Kana tung chiêu cuối vào không hỗ trợ cho BDD và cú lốc xoáy được kích hoạt lần hai sẽ giúp cho bên phía của T1 bắt được thêm Effort. Hai điểm hạ gục và Baron bây giờ dễ hơn rất nhiều. Baron xuất hiện sau khoảng chừng 40 giây nữa, thời điểm đó thì có thể là Effort sẽ hồi sinh kịp nhưng BDD thì không, và thậm chí T1 đang muốn kết thúc ván đấu à. Họ đang đẩy vào giữa lấy đường lính xung cấp trước. Đường trên đang là đường lính mà Zerg đang dìu vào dần. Và bây giờ thì phía Nông Sim sẽ phải đánh trên tư thế thiếu người, 3v5. Với những công cụ còn lại đó là bão tố nổi dậy, đó là tuyệt mệnh vẫn còn. Và ít nhất sẽ là hai đường lính siêu cấp, còn tham vọng hơn thì để xem T1 có muốn kết thúc luôn ván thi đấu này hay không, hay sẽ an toàn trong việc lùi về. Họ đang muốn lùi về để ăn con Baron thứ 3 của ván thi đấu này. Nãy tầm phút 28 vừa mới nói là T1 là đội sẽ kéo ngắn thời gian thi đấu của LCK. Ai dè, nếu như mà sớm thì ván này cũng bằng thời gian trung bình của LCK, là tầm khoảng chừng 37 đến 38 phút. Kana đang rất gần Baron, vô la băng tung trú vào Faker, Ghost bung lông tấn công nhưng Faker vẫn có thể lui ra được Baron dành cho T1. Và bây giờ thì họ đang lui về, Kana cố gắng lao tới nhưng ta không còn nhiều công cụ để giữ chân đối phương lại. Cả Ghost cũng như vậy, bắn lông ra để có thể làm chậm mà thôi. Với cái thương phục hận của mình, Honor sẽ tạm thời lui ra được, Zed vẫn có thể lui về được. Red vào vị trí để giữ chân Kera lại nhưng chỉ là giữ chân mà thôi, Nông Sim vẫn chưa thể nào đánh được bởi vì lính siêu cấp đang tràn vào căn cứ của họ và họ phải lui về. Tôi nghĩ chờ rồng ngàn tuổi thì hơi an toàn quá, nhưng mà cũng không thể nào biết được. Nhìn cái đợt lính đường trên thì tôi nghĩ không cần đợi rồng ngàn tuổi đâu, cứ dẫn thêm
và đẩy cái đợt lính này vào. Sau đó thì đợt lính cánh trên nó vào thì bên phía T1 có thể tiến thẳng vào tấn công vào nhà lính là được. Và họ đang làm đúng điều đó, đẩy thẳng đợt lính vào khu vực nhà lính của đối phương. Faker lại tiếp cận lần nữa, găm phi tiêu vào người của Kana nhưng chưa kích củ phi tiêu thứ hai. Và đã là ba cửa Mega dành cho phía T1, không cần phải đợi rồng ngàn tuổi nữa. Với lợi thế mà họ đang có, sẽ có pha giao tranh dứt điểm cuối cùng. Honor di chuyển cao lên, Effort là người combo, nhưng đó chỉ là cái bóng mà Honor để lại mà thôi. Mưa đại bác được thả và nó khiến cho Ghost anh ta bung lông để né, chắc là một cái tình huống thùng ở phía bên ngoài này. Honor lao vào, anh ta hất tung khá là nhiều người và sau đó là sự tan vỡ đến từ bên phía của Đông Sim. Thì quanh tràn vào, họ có được điểm hạ gục thứ nhất. Thứ hai, khi mà Kana và Effort nằm xuống, chiến thắng sau 39 phút thi đấu dành cho bên phía của T1. Faker vẫn tranh thủ vét được một cú double kill trước khi ván đấu kết thúc, và đó là một chiến thắng mặc dù đến hơi trễ nhưng nó cũng là một chiến thắng thuộc về T1 với màn trình diễn được coi là vượt trội của họ ở đoạn giữa trận so với phía của Đông Stream Red Frost. Có thể đoạn đi đường khoảng chừng 13 phút đầu họ không tạo được quá nhiều sự khác biệt so với bên phía của Đông Stream.